mới 3 bản hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiến pháp năm 1992, được xem là một cột mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 đã đề ra đường lối mới với nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để giữ vững ổn định về chính trị và tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, nhiều quy định của Hiến pháp năm 1980 không còn phù hợp với yêu cầu xây dựng đất nước trong điều kiện mới. Ngày 22 tháng 12 năm 1988, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 8 đã đề ra nghị quyết thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp gồm 28 đồng chí do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công làm Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Ngày 15 tháng 4 năm 1992, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của nhân dân cả nước, bản dự thảo hiến pháp mới lần này đã được Quốc hội khóa 8 thông qua tại kỳ họp thứ 11. Hiến pháp năm 1992 được gọi là hiến pháp của Việt Nam trong thời kỳ đầu của tiến trình đổi mới. Hiến pháp năm 1992 ra đời phản ánh những đòi hỏi cấp thiết của lịch sử để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, dần đi vào thế ổn định, phát triển. Đại hội 6 của Đảng năm 1986 đề ra đường lối mới toàn diện đất nước, trước hết là về kinh tế, với chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, khắc phục những sai lầm trong đường lối, chủ trương, chính sách, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sự sáng tạo của nhân dân lao động, nhận thức đúng hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Hiến pháp năm 1992 gồm có lời nói đầu và 147 điều chia làm 12 chương. Chương 1, chế độ chính trị. Chương 2, chế độ kinh tế. Chương 3, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Chương 4, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương 5, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương 6, Quốc hội. Chương 7, Chủ tịch nước. Chương 8, Chính phủ. Chương 9, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Chương 10, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Chương 11, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô ngày Quốc khánh. Chương 11, Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, cùng với quyền tự do kinh doanh làm giàu cho nhà nước và xã hội. Hiến pháp còn sửa đổi một số quy định về quyền của công dân không phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và không thể thực hiện trong thực tiễn. Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ là đạo luật gốc của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp kế thừa và tuân thủ những nguyên tắc tiến bộ về lập hiến của các nước trên thế giới đã được Hiến pháp năm 1946 lựa chọn. Hiến pháp năm 1992 chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đánh dấu sự phục hưng, vừa thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thể hiện sự độc lập và tự chủ trong tiến trình phát triển của nền triết học pháp quyền Việt Nam, một nền triết học pháp quyền thể hiện bản sắc dân tộc. Không thể phủ nhận rằng Hiến pháp năm 1992 vẫn tiếp tục hiện diện, tỏa sáng trong đời sống chính trị, tinh thần và pháp lý của người dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Hiến pháp năm 1992 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Đây là bản hiến pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới toàn diện và sâu sắc về kinh tế, từng bước và vững chắc về chính trị. Đây là bản hiến pháp kế thừa có tính chắt lọc những tinh hoa của các hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, đồng thời là bản hiến pháp vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng chủ nghĩa xã hội vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Nó là tấm gương phản chiếu những đổi mới trong tư tưởng lập hiến và lập pháp của con người Việt Nam. Đó là bản hiến pháp thể hiện sự độc lập và tự chủ trên tiến trình phát triển của nền triết học pháp quyền Việt Nam, một nền triết học pháp quyền thể hiện bản sắc dân tộc, đồng thời hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc với tính quốc tế, về hiện đại và trên cơ sở phát triển những tinh hoa của nền văn hóa pháp lý Việt Nam và sự tiếp thu những tinh hoa văn hóa pháp lý thế giới. Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 1992 đến ngày 1 tháng 1 năm 2014. Vậy là những thông tin về bản hiến pháp năm 1992 sẽ tạm dừng tại đây.